À, chào các bạn. Trong cái video này tôi sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm để các bạn chuẩn bị các cái đồ dùng khi mà bơi đường trường ở ngoài thiên nhiên. Đây là những kinh nghiệm mà tôi tích lũy được trong thời gian vừa qua. Việc đầu tiên là các bạn phải sắm cho mình một cái kính bơi thật tốt. À, bây giờ rất là nhiều bạn bị cận đúng không? Các bạn nếu mà bị cận từ 1 độ trở lên thì các bạn nhất thiết phải có kính bơi cận. À, với số thấp hơn cái độ cận của các bạn khoảng 0,5 độ. À, kinh nghiệm của tôi là tôi hay dùng kính The View của Nhật Bản. Kính The View của Nhật Bản hiện giờ ở Hà Nội khá là sẵn. Tôi hay mua ở cái trang web kính bơi.com ở 2F Quang Trung. Thì các bạn thấy họ có đủ các loại số đo từ 1,5 đến 2 cho đến thậm chí độ 10. Ở đây thì cửa hàng này họ phổ biến nhất là dòng kính 2,5 độ. Kính cận rất là cần thiết bởi vì khi bơi các bạn cần nhìn thấy đích hoặc là một số các cái vật gọi là đặc trưng ở trên đường bơi. Nếu mà các bạn không nhìn được rõ thì đôi khi là các bạn sẽ rất là hốt hoảng. Đấy, để là các bạn cố gắng đầu tư một kính bơi cận, giá nó đâu đó khoảng 450 đến 500 nghìn. Các bạn nên có cái dung dịch chống mờ kính kính của các bạn khi mà bơi trên 30 phút. Thông thường là da hoặc là mắt của các bạn sẽ có mồ hôi. Thì lúc này mồ hôi nó sẽ bám lên màng kính khiến cho các bạn không thể nhìn rõ được. Thì để chống lại việc này thì chúng ta có một cái loại dung dịch đặc biệt để các bạn bôi lên kính. Có một số người thì họ đề xuất là dùng nước rửa bát rồi là vân vân để chống mờ kính, nhưng tôi nghĩ là cách này các bạn đừng sáng chế. Các bạn mua cho tôi cái dung dịch chống mờ kính chuyên nghiệp của The View hay là của hãng Tia. Nó chỉ độ có của hãng Tia hay là The View của Nhật Bản. Nó chỉ có 200 nghìn một lọ, mà một lọ này dùng cực kỳ lâu. Tôi nghĩ là tôi phải dùng khoảng 2-3 năm mới hết được. Thế thì quá tốt rồi đúng không? À, tôi đã biết một anh bạn ở trong câu lạc bộ đã bơi đường trường lần đầu và bị kính bị mờ. Thế là anh ta bơi vòng tròn xoay tít. Lúc đấy thì tôi nghĩ là rất là hoảng hốt. Mũ bơi này rất là cần, kể cả với bạn nữ hay bạn nam. Mũ bơi không thuần túy là chỉ giữ tóc, mà là mũ bơi sẽ giúp cho đầu chúng ta không bị lạnh. À, chúng ta tránh được những cái vật bám trên đường bơi. Ví dụ như là tảo này, bèo này, vân vân, đôi khi cái tóc chúng ta sẽ bám vào. Mũ bơi còn có tác dụng khác, đó là giảm độ cản của nước. Một số cái loại mũ bơi silicone ấy, thì khi mà chúng ta đội vào ấy, nó có những cái vết nhăn 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 là trên đỉnh trán này này. Thế thì để giải quyết vấn đề đấy thì các bạn có thể đội hai cái mũ bơi, vừa ấm đầu mà vừa tránh cái bị trường hợp nhăn. Cái mũ bơi sau thì nó sẽ phẳng lì luôn. Tiếp đến là nút bịt tai. Nếu mà bạn nào bơi ở các hồ như hồ Linh Đàm hay là hồ công viên Thống Nhất, nước không được sạch cho lắm, hay kể cả là sông Hồng đi hay hồ Tây, thì nếu mà nước mà vào tai bạn mà có vi khuẩn thì nó có khả năng làm thối tai của bạn, rất là nguy hiểm. Vậy nên là các bạn nên sắm một cái nút bịt tai, tôi nghĩ là không đắt lắm. Nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn nên sắm một cái máy nghe nhạc, bởi vì là thay vì bịt tai thì chúng ta lại vừa bơi vừa nghe nhạc được. Ở đây tôi có biết cái dòng máy, hiện giờ tôi đang dùng cái dòng máy là Sony NSWS 413 ở Hà Nội, nó bán là 1,6 triệu. Loại này là có 4 GB, nó có hai loại tai nghe, một loại tai nghe chống nước, một loại nút bịt tai chống nước và một loại nút bịt tai dành cho các cái vận động bình thường không 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 dưới nước. Thì cái dòng máy này thì tôi thấy là nó khả năng chịu nước của nó rất là tốt. Tôi dùng được khoảng hơn hơn 2 tháng, hiện giờ chạy vẫn ổn. Lưu trữ được rất nhiều nhạc. Nó không có chức năng GPS để đánh dấu quãng đường chúng ta đi, nhưng nhìn chung cơ bản là nó đáp ứng được cái nhu cầu là nghe nhạc trong lúc các bạn bơi. Nếu mà các bạn ngày nào cũng bơi
khoảng tiếng rưỡi đến 2 tiếng mà không nghe nhạc thì các bạn sẽ rất là căng thẳng. Đấy, thì cái này là cái giá rất đáng đầu tư nha. Một cái vấn đề mà các vận động viên bơi hay gặp phải đó là việc bị mất nước. Các bạn đừng nghĩ là khi các bạn xuống nước là các bạn không toát mồ hôi. Khi mà tôi đội mũ bơi vào ấy, khi bơi thì mồ hôi ở đầu tôi tóa ra ướt sũng ở đầu luôn. Thế thì chưa kể là ở thân thể thì tôi nghĩ là cái lượng mồ hôi toát ra còn có thể cao hơn chúng ta vận động chạy hay là đá bóng. Thế thì khi mà bơi liên tục từ 2 tiếng trở lên ấy, chắc chắn là chúng ta sẽ bị mất một lượng mồ hôi rất lớn. Do đó các bạn cần phải có một cơ chế để bù lại cái lượng nước và mồ hôi đã bị mất, thì ở đây chúng ta nên uống nước bù điện giải. Ở Hà Nội thì hay có cái dòng nước Pocari Sweat dành cho những vận động viên chạy đường dài hay là vận động viên bơi. Các bạn ra các siêu thị Vinmart cũng sẽ có cái chai nước này, hình như là 10.000 một chai thì phải. Nói chung là rất là tốt, tôi ưng. Kem chống nắng, nhiều bạn nam nghĩ ở da mình rất là dày, không cần thiết phải chống nắng. Cái này là suy nghĩ sai lầm đấy. Thì các bạn biết là tia tử ngoại thì không tốt cho sức khỏe một chút nào nếu mà ở cường độ cao. Đặc biệt là khi mà trời thì tuy rất là mát nhưng mà có ánh nắng ấy, nếu ánh nắng chiếu vào gáy của các bạn, đặc biệt là phần gáy này rất nhạy cảm, thì các bạn sẽ dễ bị cảm nắng. Mà một trong triệu chứng cảm nắng khi mà đang bơi đường dài này rất là kinh khủng, có nghĩa là người bạn có thể đờ đẫn, chân tay co quắp, hoặc là các bạn cảm thấy bị chóng mặt. Khi mà bơi dưới trời nắng bắt buộc các bạn phải bôi kem chống nắng ở mặt này và gáy, đặc biệt là phần gáy. Đối với những bạn bơi sải thì tôi thấy ở đây có mấy cái dòng của Nivea hay là Clean Care ở Việt Nam đều bán cả. Thì các bạn nên đến những tiệm thuốc để các bạn mua một cái lọ kem chống nắng khi bơi và nhớ bôi dày ở đằng sau gáy nhé. Về mùa đông ở miền Bắc thì trời khá lạnh, các bạn có thể sắm cho mình một cái áo, nó gọi là áo ướt. Áo ướt này có nghĩa là nước nước vẫn ướt cơ thể của bạn nhưng mà nó có một cái lớp vải đặc biệt dày từ khoảng 3 mm cho đến 7 mm. Cái loại vải này nó vừa làm cho cơ thể các bạn nổi mà lại vừa là cách nhiệt. Đấy, thì ở Hà Nội thì tôi không biết chỗ nào bán loại tốt, thì các bạn lên Amazon, các bạn vào trong các bạn search chữ Sea Venture. Tôi cũng đặt một cái bộ wetsuit của Sea Venture, tôi nghĩ là khá ổn. Tôi thấy rating khá cao, đây là 233 customer rating. Tôi phải nói trước là cái bộ suit của Sivenzer này cũng là bộ suit rẻ tiền thôi nhá, không phải là wet suit xịn. Wet suit xịn thì có một số các cái dòng wet suit cho vận động viên triathlon ấy, thì đấy mới chính là cái wet suit cho phù hợp với bơi. Thế còn wet suit cho những vận động viên bơi thuyền này, hay là bơi thuyền sắt này, hay là câu cá này, thì cái vận động ở vai này này là nó không dễ dàng. Có nghĩa là khi các bạn bơi ấy, hai tay các bạn quạt liên tục đúng không? Thế thì cái wetsuit cho vận động viên bơi nó phải thiết kế cái chỗ này nó dễ dàng là vươn vươn rộng và vươn 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 hết tầm này. Đấy, thì đấy là cái wetsuit thuận tiện. Thế còn nếu mà bạn mua wetsuit không đúng loại thì nó khá là vướng víu hoặc khó khi cử động. Chưa kể cái wetsuit ở cho vận động viên bơi ấy, thì cái khóa của nó cũng có tác dụng là chống cản nước, chứ còn wetsuit bình thường thì cái khóa của nó cũng chìa ra ngoài rất là dễ cài. Trong túi bơi các bạn nên có một cái khăn bông. Tại sao nhá, tôi hay bơi hồ ấy, là có một số nơi chỗ đông người chúng ta không thể nào mà thay quần áo dễ dàng được. Vậy thế là các bạn cần có một khăn bông đủ rộng để các bạn quấn vào người các bạn để các bạn thay quần áo ra. Trước khi bơi hoặc sau khi bơi thì các bạn nên chuẩn bị một vài quả chuối để các bạn bù kali. Chuối thì sẽ làm cho các bạn hồi sức rất là nhanh. Hoặc là các bạn ăn sô cô la sẽ là kích thích cho hệ thống tim mạch cũng rất là tốt. Điểm cuối cùng là các bạn phải mang dép và túi phù hợp khi bơi. Các bạn không nên đi những cái loại giày dép mà
khi mà ngấm nước vào nó không thoát ra được. Thì tôi nghĩ là các bạn xài dép của Bitis. Ở một số vùng khi mà xuống hồ ấy thì rất nhiều sỏi sắc hoặc là có những cái cây gai ấy. Tôi thấy là cái dép quai hậu của Bitis rất là phù hợp cho những cái hoạt động như thế này. Còn túi thì các bạn có thể chọn cái túi mà nó đủ lớn để là một chai nước, nó chống được mưa này, hoặc là tốt nữa thì các bạn tìm cái loại túi Ziploc. Các bạn nên chơi cái dòng túi 36 lít, nó khá là rộng và có thể nhét được quần áo, giày dép, điện thoại tất tật vào, và nó vẫn còn đủ cái không gian để có không khí để nó làm cho phao nổi và bạn cũng có thể nổi. Thì nếu mà bạn đi du lịch mạo hiểm, các bạn nên sắm cái túi Ziploc này để các bạn có thể bất kỳ lúc nào các bạn có thể nhảy xuống bơi, cho quần áo, giày dép của mình vào bơi, đến đầu bên kia các bạn lại mở ra các bạn đi tiếp.